Jung Hae-in tổ chức tour fan meeting tại 8 quốc gia trên thế giới. Vào ngày 29, công ty quản lý FNC Entertainment của Anh thông báo Jung Hae-in sẽ tổ chức Jung Hae-in Fan Out Meeting bắt đầu tại Bangkok vào ngày 2 tháng 11. Tour diễn cũng sẽ được tổ chức tại Đài Bắc vào ngày 23 tháng 11, Seoul vào ngày 1 tháng 12, Jakarta vào ngày 7 tháng 12 và Manila vào ngày 21 tháng 12. Đặc biệt, họ dự kiến sẽ lần đầu tiên gặp gỡ người hâm mộ đến từ Mỹ Latin thông qua fan meeting lần này. Fan meeting dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại Mexico City vào ngày 10 tháng 1, Sao Paulo vào ngày 12 tháng 1 và Santiago vào ngày 14 tháng 1 năm sau. Cuộc họp fan hâm mộ Old Time của Jung Hae-in chứa đựng ý nghĩa của thời gian này, thời gian của chính chúng ta. Nó tượng trưng cho tình cảm yêu mến về không gian và thời gian mà Jung Hae-in và HNIZ, tên fandom chính thức, cùng chia sẻ, làm dấy lên sự kỳ vọng về buổi fan meeting sắp tới. Taeyang chia sẻ ảnh chụp chung với Daesung và G-Dragon. Taeyang vừa đăng tải những hình ảnh đáng nhớ trong đêm diễn The Last Year in Seoul. Những bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc vui vẻ và tình cảm giữa ba thành viên Big Bang. Đặc biệt, G-Dragon đã ôm Taeyang trên sân khấu, thể hiện tình bạn thân thiết nhiều năm, khiến người hâm mộ cảm thấy ấm lòng. Trước đó, ba thành viên Big Bang đã có màn tái hợp đặc biệt trong concert của Taeyang. Đây là lần đầu nhóm biểu diễn cùng nhau kể từ tháng 1 năm 2017 tại sân khấu Last Dance. Sân khấu tái hợp này còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của thủ lĩnh G-Dragon sau thời gian nhập ngũ. Đặc biệt, màn trình diễn Good Boy cùng Taeyang khiến khán giả như được sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ một thời. Jua-in đối mặt với mức án 4 năm tù vì các tội danh liên quan đến ma túy. Tòa án hình sự số 25 của Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên án Jua-in 1 năm tù giam và phạt tiền $1.500 do vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy và các tội danh khác. Ngoài ra, anh cũng buộc phải tham gia chương trình cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và nộp thêm một khoản tiền khoảng $1.100. Nam diễn viên đã lập tức bị bắt giữ sau khi nghe tuyên án. Mẹ của Han So-hee bị bắt vì điều hành sòng bạc trái phép. Cảnh sát đã bắt giữ mẹ của nữ diễn viên Han So-hee với cáo buộc mở sòng bạc bất hợp pháp. Có thông tin cho rằng bà đã điều hành tổng cộng 12 sòng bạc trên khắp Busan, Gwangju và nhiều nơi khác kể từ năm 2021. Không chỉ là chủ mưu, mẹ của Han So-hee còn thuê một người khác làm người đứng đầu. Hiện bà Shin có nhiều tiền án khác bao gồm lừa đảo, phạt tiền. Thông qua vụ việc của bà Shin, quá khứ của Han So-hee một lần nữa trở thành chủ đề nóng. Ngôi sao sinh năm 1994 sống với bà ngoại từ khi 5 tuổi sau khi bố mẹ ly hôn. Cô hiếm khi liên lạc với bố mẹ, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp trung học. Hiện tại, bà Shin tiếp tục vướng vào ồn ào pháp lý. Điều này khiến Han So-hee chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, gặp khó khăn trong việc khôi phục lại danh tiếng, hình ảnh.